Hai Thúy chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách làm nước chấm nha cả nhà. Thì hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách làm nước chấm gà luộc hoặc là gà nướng nha cả nhà. Thì với những cái món nướng mình phải cần cái nước chấm cho ngon. Thì với cái nước chấm thì điều điều ai cũng biết làm hết đúng không cả nhà. Nhưng mà cái công thức làm như thế nào để sao cho nó ngon, nó có vị đặc trưng thì đó mới là quan trọng nha cả nhà. Thì Thúy đã được một người bạn Thúy chia sẻ. Một người bạn Thúy là bán gà luộc với gà nướng á cả nhà. Thì coi như là cái chén nước chấm của bạn Thúy bán là coi như là không có thể nào mà ai làm giống được. Thì với cái công thức như thế nào bây giờ Thúy sẽ đi băm ớt ha. Thì Thúy sẽ sắc ớt lát ra như vậy nè cả nhà. Đó, khoanh như vậy nè. Thì cả nhà xem từ từ Thúy chia sẻ ha. Với cái vị đặc trưng thì thay vì á cái trái chanh này nè cả nhà. Mình nếu mà mình không có chanh á thì mình sử dụng lá chanh cũng được nha cả nhà. Thì nó sẽ ngon hơn nữa nha cả nhà. Nhưng mà bạn Thúy là nó không có để sắc luôn như vậy vào lá chanh hoặc là cái vỏ chanh nè. Thúy sắc cái vỏ chanh. Thì bạn thấy á, không có để. Tại vì cả nhà biết sao, thì người ta bán thì đương nhiên là người ta phải giữ cái bí quyết của người ta riêng. Nhưng mà hôm nay Thúy chia sẻ tất tần tật với cả nhà mình là tại vì Thúy thấy á, những cái món ăn mà có nước chấm mà mình làm không ngon á, thì ăn cái vị coi như là nó cái món ăn nó trở thành coi như là không có cái gì để gọi là ngon cả nhà. Nó sẽ dở đi ha, là do cái chén nước chấm. Cho nên là Thúy muốn chia sẻ để trong dịp Tết này nè, cả nhà mình muốn ăn gà luộc hay là gà nướng gì đó, những cái món nướng, những món luộc, thì mình có thể cho có cái chén nước chấm thật là tuyệt vời để ăn trong ngày Tết nha cả nhà. Rồi với cái công thức rất là dễ làm luôn. Đó, thì chanh nó Thúy sắc 3-4 lát như vậy á cả nhà. Đó, cái Thúy cho vào sắc nhuyễn ra Thúy cho vào hết. Thì ở đây công thức Thúy sẽ để dưới phần mô tả ha. Thúy tại vì Thúy bấm máy sao nó Thúy để muối vào Thúy không có cả nhà mình không thấy ha. Thì Thúy sử dụng một muỗng canh muối nè và 2 muỗng hạt nêm, 2 muỗng cà phê nha cả nhà. Và 1 muỗng tiêu xay. Đó, thì công thức là gồm muối nè, tiêu nè, hạt nêm nè và ớt nè. Và chanh. Thì nếu mà mình cái công thức này mình để mình bán món gà luộc hoặc là gà nướng cả nhà, thì cả nhà mình chanh á thì cả nhà đừng có sắc để vào như vậy. Những coi như là bạn Thúy chia sẻ là bạn Thúy bán tại chỗ, ăn tại chỗ, thì bạn Thúy nặng cái nước chanh nha cả nhà, cái xay luôn với cái lá chanh, hoặc là nếu mình không có lá chanh thì mình xay với cái vỏ chanh xong rồi mình lượt qua. Cho nên đó, khi mà mình cho vào cái chén cái gia vị mà mình muối nè, tiêu, bột ngọt nè, hạt nêm nè cả nhà, thì mình sẽ không có nhìn thấy nó nữa, không thấy cái vỏ. Bởi cho nên hôm nay Thúy muốn cố tình Thúy chia sẻ là Thúy sắc luôn vào để cho cả nhà mình khi mà áp dụng thử đi ha, thì nó sẽ có cái vị đặc trưng rất là lạ luôn, rất là ngon. Coi như là nếu mà tự mình làm cái công thức y chang như Thúy làm vậy nè thì cả nhà mình ăn sẽ nghiện luôn cả nhà. Rồi khi mà mình ăn lại cái nước chấm người khác làm á là mình không có ngon cả nhà. Mình ăn cái này rồi là mình không có thể nào cái nước chấm của người khác làm mà mình ăn cảm thấy ngon cả nhà, nếu mà công thức không giống này. Tại vì người ta làm không có giống công thức của mình. Cho nên hôm nay Thúy muốn chia sẻ với cả nhà mình để cả nhà mình áp dụng đi ha. Để khi mà mình ăn cái món nướng hoặc là món luộc gì đó mình tự làm cái chén nước chấm. Bây giờ Thúy được chia sẻ cho nên bây giờ Thúy ăn, Thúy mua bên ngoài là cái chén nước chấm bên ngoài là Thúy không có lấy đâu. Về nhà Thúy tự Thúy làm à. Cho nên là Thúy thấy nó rất là ngon, cho nên Thúy muốn chia sẻ với cả nhà mình ha. Để trong cái dịp Tết này mình áp dụng nha cả nhà. Đó, giờ khi mình đâm thì cả nhà nhớ để cho vào chén đâm như nãy giờ nè. Đó, Thúy đâm vậy đó. Thì cả nhà nhớ đâm nha, để cái chi biết cả nhà biết không. Thì những cái hạt nêm nó cũng nhuyễn ra nè. Rồi muối nó cũng nhuyễn ra, nó hòa quyện với ớt này nọ đầu thì nó mới ngon nha cả nhà. Sau đó thì mình sắc cái chanh này mình nặng vào luôn. Thì bao nhiêu đây á, Thúy tặng nặng một trái chanh. Còn nếu cả nhà mình nó không có chanh thì mình sử dụng trái tắc càng ngon hơn cả nhà. Tắc thì nó sẽ có vị thơm hơn nữa. Thì cả nhà mình nếu mà tắc thì cả nhà sử dụng một muỗng canh nước tắc là vừa ha. Đó, cả nhà thấy không? Ngon lắm cả nhà ơi, thiệt luôn á. Thúy nghiện luôn á, cho nên là Thúy nhất định hôm nay chia sẻ với cả nhà để trong dịp Tết này cả nhà mình. Tết thì mình hay làm gà luộc, gà nướng đâu cả nhà. Đó. Trời ơi là trời, nuốt nước miếng ực ực luôn cả nhà. Nó ngon kỳ cục lắm cả nhà, không hiểu luôn á. Thì cả nhà áp dụng thử đi ha. Nó mình cái này mình chấm là nó không bị mặn cả nhà. Mình chấm nhiều nó cũng xong, nó ngon, nó vừa miệng lắm mà nó có cái vị, cái mùi thơm thơm đặc trưng lắm luôn á cả nhà.
Thôi Thúy dừng video ở đây nha. Thúy chia sẻ cái cách làm nước chấm với cả nhà mình để trong dịp Tết này cả nhà mình áp dụng, để khi mà mình luộc những con gà hoặc nướng những con gà lên ngon, thật là ngon những cái món nướng món luộc, mình sẽ có cái chén bên cạnh đó, mình có cái chén nước chấm nè, mình có cái công thức để mình làm cái chén nước chấm thật là ngon, thật là tuyệt vời ha, trong ngày Tết nha cả nhà. Thúy dừng video đây. Nếu cả nhà thấy video hữu ích thì nhớ tặng Thúy một like ha, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sẽ hay hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.